Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên sư phụ và đại chúng. Hôm nay con được sư phụ và quý thầy cho phép lên đây tập nói chuyện với đại chúng. Lời đầu tiên con xin kính chúc trên sư phụ và đại chúng có một ngày tu tập thật nhiều an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Trong sinh hoạt ăn uống hàng ngày, đa phần chúng ta ai cũng có một số kinh nghiệm về việc lựa chọn và tiêu thụ các loại thức ăn. Ăn như thế nào, loại thức ăn gì giúp cho cơ thể này có đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ sức khỏe, ít bệnh để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày được tốt hơn. Đó là những cái hiểu biết về nhu cầu thức ăn, vật chất để nuôi dưỡng cái cơ thể này. Còn hôm nay thì con sẽ trình bày về những loại thức ăn giúp nuôi dưỡng về phát triển về mặt tinh thần. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận của Bồ Tát Thái Thân, Ngài có soạn về 100 pháp, trong đó có 11 tâm sở thiện. Nay con xin phép được giới thiệu và trình bày về 11 tâm sở thiện với đại chúng. 11 tâm sở thiện gồm có: thứ nhất là tính, hai là tấn, thứ ba là tạm, thứ tư là quý, thứ năm là vô tham, thứ sáu là vô sân, thứ bảy là vô si, thứ tám là khinh nan, thứ chín là bất phóng vật, thứ mười là hành xả, thứ mười một là bất hại. Trong 11 tâm sở thiện, đứng đầu là tính tâm, vì tính là niềm tin giúp mình đi vào tu tập các thiện pháp, tu tập các công đức. Tính là niềm tin, mình thường nghe là tính căn, tính lực. Tính căn là gốc rễ, tính lực là sức mạnh của niềm tin để mình phát triển trong những cái pháp, những pháp lành. Niềm tin mà của người Phật tử thì Đức Phật dạy là tin vào bản thân mình, tin vào Phật, tin vào Pháp, tin vào Tăng, tin vào Thánh giới. Hàng ngày thì chúng ta trong cuối thời công phu á, thì mình cũng có thực hành để ôn lại cái niềm tin cho trong chính mình. Đó là bằng cái thời khóa hàng ngày mình tụng trong cuối thời, có cái sự là tam tự quy y, nhưng mà tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Là giống như là mình xem lại cái niềm tin Phật trong con người của mình nó được bao nhiêu, niềm tin về Pháp, niềm tin về Tăng trong cái tự thân của mình. Cái đó là mỗi người trên con đường tu học của mình sẽ tự trau dồi và xây dựng để mình có niềm tin về Phật, về Pháp, về Tăng nó sâu hơn. Nhưng hôm nay con sẽ tạm chia cái niềm tin làm bốn loại. Đó là mê tín, là cũng là tin. Tín ngưỡng cũng là tin. Chánh tín và huệ tín. Mê tín là những cái người có niềm tin là không được rõ ràng, không được sáng suốt. Ai nói gì thì tin nấy, là niềm tin không có rõ ràng gọi là mê. Còn tín ngưỡng là cũng là niềm tin, mình tin theo tín ngưỡng. Ví dụ mình thấy ba mẹ mình hay là anh em mình theo nguồn gốc có một cái tôn giáo nào đó, thì mình thấy nó cơ bản này nó tốt tốt, nhưng thì mình tin theo, nương tựa tinh thần. Nhưng mà mình chưa có thực hành, chưa có nghiên cứu sâu, đó là chỉ là một cái tín ngưỡng. Niềm tin thứ ba đây là chánh tín, là niềm tin chân chánh, có nghĩa là niềm tin vào nhân quả. Mình trước khi tin thì mình phải quan sát cái niềm tin này là đúng hay sai, niềm tin này có lợi ích cho mình và người khác, và những cái người mà hiện thiện ở đời á, người ta có chấp nhận cái niềm tin này hay không, thì đó là
chánh tín. Còn niềm tin thứ tư là khải tín. Khải tín là niềm tin vào cái tự khải của mỗi người, dù người thiện hay người ác, người cao hay người lùn, người mập hay người ốm. Còn rộng hơn là cho trong mỗi chúng sanh đều có cái tự khải trong sáng, cái hiểu biết sáng suốt, nhưng mà có phần là nó nhiều hay ít thôi. Thứ hai là tinh tấn, là sự siêng năng trong các việc lành. Ngược lại với tinh tấn á, là siêng năng trong các việc xấu, gọi là pháp bất thiện. Thì cái này không gọi là được gọi là tinh tấn, cái này gọi là buông lung hay là phóng dật. Trong đời sống tu tập của mình á, thì mình thường hay siêng năng trong những cái việc thực tập niệm Phật hay hành thiền, học hỏi kinh điển, đọc sách. Nhưng mà mình siêng năng, mình nỗ lực trong việc đó thì có thật sự gọi là chánh tinh tấn hay không, hay là gọi là tinh tấn đúng hay không? Thì nếu mà mình hành thiền hay mình niệm Phật hay mình đọc sách, nhưng mà mình không có đem gì mà hướng tới cái mục đích trừ đi những cái phiền não tật xấu của mình, mà bị cái tự ngã nó làm chủ, nó chen vào, thì đó cũng chưa gọi là chánh tinh tấn. Tinh tấn mà đúng theo lời Đức Phật dạy là mình phải đoạn trừ những cái tập khí, những cái kiết sử, đó là tham, sân, si, mạn, nghi, hân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thì cái đó mới gọi là đúng, là tinh tấn theo lời Đức Phật dạy. Nhưng nếu mà mình không có niệm Phật hay mình không có hành thiền, thì mình không có sự định tĩnh, tâm mình không có khu nhiếp, thì mình cũng không có thấy được cái những cái phiền não nó đang chạy trong tâm mình, nó đang có mặt là bao nhiêu. Nếu mà mình không có đọc kinh điển, nghiên cứu những lời thầy tổ hay Đức Phật dạy, thì mình cũng không có thấy được cái phiền não, những cái tập xấu của mình là nó khô tế hay nó dày mỏng bao nhiêu. Nên cái sự niệm Phật hay hành thiền hay đọc sách là những cái yếu tố cần cho cái việc hướng đến cái sự tinh tấn. Thứ ba là tàm, thứ tư là quý. Tàm là sự hổ hạn với bản thân mình, quý là sự hổ hạn đối với người khác. Thì tàm quý là sự hổ hạn đối với những cái thói xấu của mình. Người mà có hổ hạn, có tàm quý thì mình dễ phát triển, mình dễ tăng trưởng những cái học giới của mình, làm cho nó được định tĩnh hơn. Nếu mà người mình sống ở trong cái môi trường mà người ta làm nhiều việc xấu, giống như là hút chích, nghiện ngập, rồi trộm cướp, tà dâm, thì mình ở trong cái môi trường đó thì cái sự tầm quý của mình đối với những cái pháp bất thiện đó thì nó giảm đi, mình thấy nó cũng là chuyện thường thôi. Nên cái tâm tầm quý của mình nó tụt, thì cái công đức, cái tâm của mình nó không được tốt. Và nếu mà mình ở trong cái môi trường mà gần những cái người mà có sự tàm quý cao á, người ta thấy được những cái sai, những cái lỗi nhỏ trong cái công việc của mình á, người ta có biết hổ hẹn, thì cái mình ở chung với những cái môi trường đó, những cái người đó, thì cái sự tàm quý của mình nó sẽ tăng lên, thì cái tâm tư của mình nó càng ngày nó càng được trong sáng hơn. Thứ năm là vô tham. Vô tham là một cái trạng thái của tâm thức không bị các dục lôi cuốn, là do mình tu tập các thiện pháp, đó là bố thí hay là tự tâm, là tu tập khởi dục tri túc mà đạt được cái sự vô tham. Thứ sáu là vô sân. Vô sân là một trạng thái của tâm thức không bị những cái lửa phiền não khiêu đốt, do sự tu tập thiện pháp như là tu tập về tự tâm, tu tập về hành xả, tu tập về nhẫn nhục mà đạt được cái sự vô sân. Thứ bảy là vô si, là một trạng thái tâm thức không bị những cái cấu bẩn của những phiền não làm cho bẩn đục, mê mờ, nhờ tu tập định và tệ mà đạt được vô si. Trong kinh Đức Phật dạy, Đức Phật dùng hình ảnh của nước ví dụ cho tâm, như là tâm tham thì như thể dạng nước ở trong suối, nó tối ngày nó cứ bị liên tục trôi theo cái dòng chảy. Còn tâm sân thì giống như thể dạng nước mà đang bị đun sôi, lúc nào nó cũng sôi sục lên. Còn tâm si là như nước
bị bùn đất làm cho cấu bẩn, làm cho cái dòng nước tâm của mình không được trong sáng và sạch sẽ. Thứ tám là khinh an, là trạng thái nhẹ nhàng của tâm thức. Khinh an giúp tâm của hành giả tu tập phục hồi năng lượng về thân, về tâm. Theo cái phương pháp hướng dẫn về tu tập mà Đức Phật dạy thì giống như trong bảy giác chi có là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Thì phải có những cái sự hỷ và khinh an thì mới có thể đạt được định và tuệ. Thứ chín là không phóng dật, là một trạng thái tâm không bị lôi kéo, không bị thiên lệch, chìm nổi theo những cái ngoại trần và nội trần. Ngoại trần ở đây là sáu căn, mình chạy theo sáu trần, bị chìm nổi, bị sanh diệt theo sáu trần thì gọi là phóng dật theo ngoại trần. Còn nội trần là chỉ cho sự thiên lệch về cái sự hỷ lạc ở trong nội tâm thì gọi là phóng dật, chìm vào bên trong nội trần. Thứ 10 là hành xả, là phương pháp đoạn trừ đi cái bệnh tham ái và chấp hữu của chúng sanh. Vì tham ái và chấp hữu là nguồn gốc sanh ra những cái khổ cho chúng sanh, nên hành xả được gọi là một tâm sở thiện. Thứ 11 là bất hại. Đặc tánh của tâm sở này là không làm hại chúng sanh. Đức Phật dạy mình và tất cả chúng sanh trong vòng sinh tử vô tận đã từng làm trâu, làm bò, làm trời, làm người, khi ở địa ngục, khi ở ngạ quỷ. Mình và chúng sanh trong vòng sinh tử vô tận đó đã từng làm cha, làm mẹ, hay là làm người thân, làm anh em của nhau. Nên mình không có cái tâm làm hại đến chúng sanh, giống như là làm hại người thân của mình. Thì mình thương họ, mình và họ đã đều bị chìm nổi, bị đau khổ, bị sanh, bị già trong cái vòng sinh tử. Nên mình có cái từ tâm mình, nên mình không có sự làm hại đến chúng sanh. Trong cái học giới đầu tiên mà Đức Phật dạy cho người đệ tử mình là cái giới là không sát sanh. Trong thuật ngữ Phật giáo có từ là tùy miên, là những cái hạt giống phiền não đang ngủ ngầm cho mọi chúng sanh. Tùy theo cái mức độ khô hay tế, nhiều hay ít, mà định mức thẩm định được cái giá trị đạo đức của mỗi chúng sanh đó. Giống như là nước vậy đó. Thí dụ mà nước mưa thì mình đem đi mình tưới cây, còn nước dưới giếng mà khoan lên thì mình đem đi mình giặt đồ mình tắm. Mà những cái dạng nước mà mình được thanh lọc, mình được lọc, sàng lọc kỹ một chút thì mình sử dụng được nhiều việc hơn. Đó là chỉ cho sự giá trị của sự trong sạch của cái dòng nước, giống như cái tâm của mình đó. Nó trong mà nó sáng đó, thì cái giá trị nó được cao hơn. Trong kinh Đức Phật dạy mình quan sát cái đối tượng của tâm đó, giống như là mình sân thì mình biết tâm tôi đang sân. Nếu mà tâm mình có si thì mình phải biết tâm mình đang có si. Ví dụ tâm mình đang chưa được định tĩnh đó, mình biết là tâm tôi chưa được định tĩnh. Thì giống như là mình có cái sự nhận biết về cái trạng thái của cái tâm của mình. Ví như nếu mà mình tập nhìn nhận nhiều á, thì mình sẽ dễ dàng, mình sẽ thấy rõ hơn. Ví dụ mình làm với huynh đệ hay là làm với mọi người một việc nào đó, thì mình nói hay mình quay lại mình nhìn là trong khi mình làm việc đó thì mình có cái tâm sân hay là mình chưa có tâm mình, nó chưa được rộng rãi. Thì mình nhận biết, nếu mà mình nhìn nhận nhiều như vậy á, khi mà những cái hạt giống phiền não nào á, mà nó nổi lên á, mình có sự chuyên nghiệp rồi, mình nhìn nó quen rồi thì mình sẽ dễ dàng mình nhận biết được. Ngược lại với 11 tâm sở thiện á, là các căn bản phiền não như là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Cái những cái căn bản phiền não này á, thì chắc vị nào có sự thích nghiên cứu thì mình sẽ tìm hiểu sau. Thì Đức Phật dạy các pháp đều do duyên sanh, dù là thiện pháp hoặc là ác pháp đều do chúng ta huân tập mà có được. Bản chất của chúng đều không có cố định và không có thật có,
nên chúng ta cũng không nên tham ái và chấp thủ vào chúng. Hôm nay con có nhân duyên được giới thiệu về 11 tâm sở thiện, có phần nào mà chưa đúng hay là chưa đủ, kính xin trên sư phụ và đại chúng từ bi chỉ dạy cho con để việc cái việc tu học của con được tốt hơn. Cuối lời con xin kính chúc trên sư phụ và đại chúng được nhiều sức khỏe, thân tâm thường được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.